Sáng ngày 6 tháng 1, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 8 gồm bà Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, ông Lê Đức Khai, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, ông Lê Kim Hiệp, Phó ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Phạm Thị Hương, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 7 gồm bà Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Võ Quang Trung, Thành ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, ông Lê Hoài Nam, Trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố, ông Mai Mạnh Hùng, Phó đồn biên phòng Đông Hải, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Đông Hải. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả nhiệm kỳ kinh tế xã hội năm 2022. Đại diện Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 12 về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022 và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước. Cử tri phường Đông Hải ý kiến kiến nghị một số vấn đề như đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm giải quyết tình trạng tranh chấp lấn chiếm đất tại khu vực đình Hải Chữ, còn quan tâm hơn nữa công tác hậu phương quân đội như công tác cấp bảo hiểm y tế cho thân nhân gia đình có quân nhân nhập ngũ, sớm mở lớp đào tạo thuyền viên để ngư dân có thể tham gia đánh bắt thủy hải sản, thẻ căn cước công dân của một số công dân còn sai sót năm sinh, giới tính, đề nghị các ngành có liên quan sớm chỉnh sửa đúng quy định. Sau khi nghe cử tri phường Đông Hải ý kiến, kiến nghị, đại diện lãnh đạo địa phương giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền của phường, đại diện hai tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, bà Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, giải trình một số vấn đề liên quan đến ý kiến của cử tri phản ánh như tập trung chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết tình trạng tranh chấp lấn chiếm đất tại khu vực đình Hải Chữ, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố rà soát lại những gia đình có quân nhân đang tại ngũ mà chưa có bảo hiểm y tế kịp thời cấp lại, chỉ đạo công an phường hướng dẫn cho người dân bị thiếu năm sinh giới tính trong thẻ căn cước công dân trong khi đang chỉnh sửa, tránh tình trạng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.